mỗi ngày đi làm buổi sáng rồi buổi chiều đó, làm hai cứ luôn. chưa chạy về gặp cứ chưa làm cứ chưa rồi... dạ, làm cứ chưa đó ba cứ trời ơi, rồi thời gian cho này vợ la đau bụng rồi gửi ngưng à. Chính em đẳng cấp đấy, mà làm ba cữ năm nay anh vãi phục em luôn. Tuổi này mà làm ba cữ vãi phục. Chính là em giỏi, em giỏi hơn người khác. Nhiều người mong muốn là cả tháng một hai điếu không được, mà em một ngày em làm ba điếu này. Đúng là trời phú cho em. Trời khi vợ lúc nó la ông châu bò gì cũng chơi nhé. Tôi nói tôi tuổi châu mà. À, đúng rồi châu. Bọn châu quay. Tôi phải hút như châu luôn. Rồi ok em, vậy là tôi rất tốt. Vậy là có bữa ông làm là cụ thể là lên được bao nhiêu rồi? Bao nhiêu xăng rồi? Thì là được mất có 2 xăng là mới điện nhắn tin là hết bao nhiêu tiền? Thì 5 triệu đó. Nhưng mà chắc có. vợ chơi ngắn quá hay sao? Không có, này tự ý đi làm à. Nhưng mà sao tự này biết đường đi làm? Ai giới thiệu? Không, tự trên Facebook đó rồi mình điện chỗ này chỗ kia hỏi 3-4 chỗ. Nhưng mà mỗi lần làm như vậy là về mình ngủ với vợ có thích không? Thế giờ nào? Trời nó nói nhìn vô đêm đầu về đâu cử đâu cỡ kêu cử được 3 tầng à. Vì cỡ 3 tầng cái vô về làm luôn. Vợ cái vợ nói sau này khác vậy à, nói to hơn gần bữa, to hơn dài hơn, nói chắc bị bệnh rồi à, chắc bị bệnh rồi. Lâu tao biết cái tiền không bà. Nhưng mà nó có cứng hơn không? Có cứng hơn à? Cứng nhiều không? Nhiều à. Thật đấy, ông nói thật đấy. Nhưng mà sao vợ thế mà vợ vẫn không đủ, sao vợ vẫn đi? Không, tại ông kia ông điện ngày đêm ngày đêm, bây giờ nhà nó điện ngày đêm ngày đêm đó, mấy gái bắt gặp nè rồi nó chửi ông điện ngày đêm luôn. Ở ông kia tối ngày ông già trẻ hả? Ông già trẻ già rồi. Ồ. Ông nó mấy 50 rồi, có bà vợ bà cho số nè. Vợ của ai? Vợ của ông đó đó. Kỳ vậy? Điện về mấy gái kêu nói kêu mẹ con đừng có điện chồng cô nữa. Hai người nói chuyện hoài luôn. Trời ơi, vậy là vợ mình đi với ông kia rồi. Nhưng mà sao thì hàng nhà mà ngon, hàng đôn nên đôn duyên đôn nòng mạnh cái này mà sao thì vợ vẫn không... Mấy gái con phiền hoài, mẹ với ông kia già chắc luôn. Già chắc là yếu rồi, năm mấy là yếu rồi. Ông năm mấy không? Hả? Năm mấy ông không? Năm mấy à? Năm mấy là yếu rồi. Thấy trong hình còn mấy, mình mấy đứa gái đưa đó. Còn em được bao nhiêu, em ba mấy? Em 38 39 này. 38 39 em sinh năm mấy? 85. Ô 85 là còn nhỏ anh nhiều. Này còn mạnh, anh yếu rồi. Nhưng mà sao đôn còn trẻ mà anh nhìn em lực lưỡng mà đôn chi vậy? Tại mình có vô bi không? Có vô mấy, bi. Mấy cục? 3 cục. 3 cục luôn. 2 cục tròn, cục dài. Ôi giời. Trước em vô lâu chưa? Vô này cũng được 4-5 năm rồi. Vô là mỗi lần vô như thế này về vợ có thích không? Vui không? Vợ vui hơn không? Vợ một người khỏe hai người vui ha. Thế nhưng mà anh hỏi thật là vợ thích hơn không? Thích thì. Thích hơn à? Còn mới làm này đâu 3 tháng à? 3 tháng nhưng mà được. Nhưng mà ấy mấy bạn lần nào chưa? Rồi mà vợ thích hơn. Vợ thích hơn không? Nhiều người thích. Thích cho đi. Trời đất quỷ thần này. Không thua luôn. Chắc đang lọt vô lưới tình để biết đâu. Tình mình. Tại em kia tối ngày điện Zalo hoài đó. Ồ. Zalo chuyện hoài chắc nó để yêu đương phái gì. Vậy hả? Căng nói kìa. Bởi mấy gái đó cha mẹ đi với ông đó là có ngày thế nào ông chán cũng bỏ mẹ về. Đấy đúng rồi. Tại em còn vợ con mà có xui giá chân rồi. Đúng rồi. Này, không rồi, uổn quá. Chắc tại vợ ở nhà tới ngày nghe điện thoại đó suốt đó. Nhưng mà vợ em làm công việc gì? Không, vợ ở nhà năm nay rồi, tính sang năm mới đi vô làm tiếng Mai á. Kỳ vậy, vợ ở nhà ăn chơi. Thế còn em làm công việc gì? Em làm tài xế, chạy Bình Dương nè, bên phế liệu. Xe tải hay là gì? Xe tải. Xe mấy tấn? Xe 5 tấn. 5 tấn là xe nhỏ mà. Ừ, mà nói chung trong đó 2 tấn rưỡi, rồi 5 tấn, 8 tấn, 15 tấn cũng có. Cũng bố xua cả ha, em bằng xe à? Bằng xe. À, cho anh hỏi này, vậy là vợ em là đi mấy ngày rồi? Đi tối bữa thứ chủ nhật tới nay đó, 10 giờ rưỡi tối á. Hôm bữa đi là đi buổi tối luôn, trốn buổi tối luôn à? Trốn đi luôn. Trốn luôn. Mấy giờ? 10 giờ rưỡi á. 10 giờ là 20 ngày 21 á. Gọi là 22 giờ đêm. Ờ. Rưỡi, đúng không? 22 giờ 30 đêm. Dạ đúng rồi. Ngày mấy em? Ngày 21 tháng 1. 21 tháng 1. 21 tháng 1 là mới đây à? Mới đây tuần trước á. À hôm nay 28 rồi, 29 rồi. Ừ. Không có liên lạc gì hết rồi, không có liên lạc bên nội ngoại gì. Nhưng mà trước khi vợ đi là vợ nó đi đâu? Dạ. Trước khi vợ đi là vợ nó đi đâu? Vợ nói với mấy gái là đi ra ngoài chỗ. Nhưng mà cho anh hỏi lại, anh hỏi lại một câu này. Dạ. Khi em đôn dên em xoáy lòng á, nhá, em làm hàng to hơn dài hơn đấy. Dạ. Là trước khi em đi này là vợ trước khi vợ em chê là em kém hay là sao mà tự em đi làm? Không, nó tự em đi làm. Sao tự đi làm chi vậy? À. Làm. À, tại lúc đầu hồi đó cũng cách mấy tháng vợ. Chị yêu nhỏ nhỏ đó. Nhỏ nhỏ, vợ kia chưa nhỏ. Ờ, coi thỏa thấy nhỏ nhỏ đó rồi. Em được bao nhiêu ký? Em 86 ký. 86 ký mà vợ vẫn chưa nhỏ. Trời đất ơi. Nhưng mà đúng người nhiều người, các cụ ngày xưa người ta nói là tướng to là nhỏ. Mà tướng nhỏ thì lại to. Anh nói nhưng không biết có đúng không? Đó thì bởi vậy không thấy vậy rồi mới. Nhưng mà em không tự tin hàng của mình đúng không? Ừ, rồi mới làm đó. Ồ. Nhưng mà anh hỏi thật em này.
từ trước giờ là vợ có thường xuyên chê phiền là em yếu hay là em mấy không? Không. Vậy cho kệ mình có sao xài vậy, làm chi tốn tiền em? Cứ hiện lúc trước làm mỗi ngày luôn á, cái sau này nó là tao gọi làm giảm lợi. Trước là ngày nào em làm thì luôn. Ngày nào làm sau này giảm lợi từng 3 ngày, 4 ngày. Thì vợ chịu lỗi không? Chắc đau rồi, vợ đau không, mệt không? Vợ mai mệt không? Có khi vợ nào đau là ngưng luôn cái tầng luôn. Ngưng luôn luôn. Thế mình thế cho nên mình phải ăn đều đều, đừng ăn nhiều quá bữa lo bữa đói em ạ. Ăn dồn mấy ngày Tết thì mệt lắm. Ăn người ta phải chia ra. Rồi ok, bây giờ anh tiếp tục anh trò chuyện với em nhé. Bây giờ anh trò chuyện với em cụ thể cái câu chuyện làm sao. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây nhất thì cuối năm anh em hiệp sĩ Bình Dương một ngày phải nó tiếp nhận là phải là một nhiều. Cái số lượng phải càng ngày càng đông. Đặc biệt là đa số là các anh trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Mới đây một cái câu chuyện phải là vô cùng rất thảm thương mà nghe rất xót và rất đau lòng. Một người cha và dắt theo 3 người con gái về đây nhìn rất tội. Dép giày dép không có, quần áo không có, ăn thì đói. 3 bé hiện nay không ai biết chữ. Thì theo gia đình em trai thì chia sẻ đẹp. Vì lý do là vợ bỏ người đàn ông, bỏ chồng và bỏ con, quyết định cho chồng ôm vào lần cuối cùng để kết thúc. Và đi hiện nay đi với một nhân tình già. Thì anh em đăng tải cái câu chuyện này hiện nay thì cũng rất nhiều các cô chú anh chị cũng thương. Nhưng mà đến giờ phút này cái câu chuyện này có thể là không biết là thương hay là ghét. Câu chuyện này câu chuyện đầu tuần, một câu chuyện là khác hoàn toàn. Hy vọng là các cô chú chị xem hết video này để biết rõ cái câu chuyện. Rồi xin chào em trai. Em cho anh biết em họ tên là gì? Em tên Lê Văn Thơm. Lê Thơm tên à? Ngoài thường gọi là Châu. Châu Thơm. Thơm nhiêu tuổi đấy em? Dạ, em 39. 39 này, còn trẻ. Thơm cho anh hỏi là em nguyên quán ở đâu? Dạ, em ở Long An, Mộc Hóa Kiến Tường ạ. Mộc Hóa Kiến Tường, dạ. Long An. Dạ. Thơm cho anh hỏi là hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm ai vậy? Dạ, nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ ạ. Và em cho anh biết là vợ em họ tên là gì? Dạ, Nguyễn Thị Ngọt, sinh ngày 4 ôi tháng trời 5, 1983. Sao trước em yêu vợ, em quen vợ là sao này em có biết tuổi vợ trước không? À, biết tên trước không? Sao dạ. Thơm Ngọt luôn hả? Dạ. Trời ơi, sao tên này hợp vậy? Thơm và Ngọt. Hay vậy? Vợ em sinh năm 83. Dạ. Quý Hợi đúng không? Dạ. Ồ, con em là Sửu hả? Sửu. Ồ, Châu mới Sửu. Hai con là gọi là bốn chân. Ồ, vậy là mạnh mẽ đây. Rồi em cho anh biết này. Vợ em ấy, mấy em ấy là mình được mấy người con rồi? Dạ, 3 đứa con gái rồi. Ngon vậy. Con gái em nhiêu tuổi rồi? Dạ, cái lớn này 20 rồi, con nhỏ kế nữa 18, còn cái út nữa 12. Em năm nay ba mấy? Dạ 39 ạ. 38, tầm năm 38 à? Từ ngoài nữa 39. Đúng là 37 à? Tầm năm 37 à? Đúng chưa? Ừ. Đúng là 37 à, nhưng mà anh cứ cho là 38 đi. Mà sao con sao con mình con lớn dữ vậy? Bao nhiêu tuổi em đấy vợ? Chắc gần 18 tuổi, 17. Ôi trời, cha mẹ gần 18 tuổi đã đấy vợ rồi. Ôi trời. Tại 20 tuổi là em được hai đứa gái lớn rồi. Ôi, 20 tuổi hai gái lớn. Trời đất kỳ thần. Em nói chuyện thật không? Dạ thiệt. Em nói thật đấy giỡn. Anh 25 tuổi anh còn chưa biết gái mà em dữ vậy. Mà em 20 tuổi em hai đứa con. Hồi đó quen vợ có 1 tháng cưới vợ lên nhà cắt lúa đó. Cậu quen cưới luôn. Vợ đi cắt lúa mướn à? Ôi trời ơi, thế là gặp nhau luôn trên cao nguyên luôn, trên đồng lúa luôn. Vợ ở Kiên Giang luôn. Ồ, mà mình gặp nhau ở đâu vậy? Ở trên một quá em vợ lên nhà em cắt lúa đó. Rồi... Vợ sao mà vợ lại biết nhà em về cắt lúa? Có ông chú đó, đi theo ông chú lên cắt lúa thuê đó. À, vợ đi với ông chú đi cắt lúa thuê. Dạ. Vô tình đi cắt lúa nhà mình. Dạ. Gặp với ngon có hốt luôn. Em hôm bữa em nhìn vợ đẹp không? Xinh gái không? Đẹp. Nhìn đẹp quá, mình hút hồn hay? Cứ hỏi trong vòng 1 tháng à. Tất cả một tháng. Dạ. Thế là hôm nay em cắt lúa hay hôm tấn công này? Ô, giỏi vậy. Thế là em dụ vợ, em tán vợ là mấy ngày? Mấy ngày đổ, mấy ngày vợ đồng ý? Tuần lễ à, quen là trong vòng tuần lễ là vợ chịu đi, hồi đó đi bán cái hàng đó. Rồi quen vợ tuần lễ là vợ theo ghe. Em tán gái, vậy đó là anh thấy em tán gái đẳng cấp đấy. Một tuần mà đổ là đẳng cấp. Anh tán nửa năm chưa đổ. Em tán một tuần là đẳng cấp. Giỏi. Rồi cho anh hỏi này, vậy là 1 tháng mình cưới luôn hả? Cưới to không? Làm cưới lớn không? Lớn rồi đó, ở dưới quê miền Tây rước bằng xuồng với ghe luôn đó. Ui giời. Từ một quá chạy về Tiền Giang, vợ ở Tiền Giang xa 29 á. Chạy bằng xuồng luôn?
Chạy từ Mộc Hóa về đến đâu? Về đến là xã Hồ Minh Chinh, Cai Lậy, Tiền Giang á. Bao nhiêu cây? Gần 100 mấy chục cây à. Trăm mấy chục cây mà đi xuồng. À. Trời đất ơi. Tại hồi đó nhà ai ít khi nào mà có chiếc xe đạp cũng quý lắm rồi. Ồ, đi xuồng ghe không à. Mà ngày em đi bằng xuồng là đẳng cấp rồi. Mà bao nhiêu xuồng? 6 xuồng. 6 xuồng to. Tại cứ nghe mùa lũ nữa. Xuồng to không? 2 chiếc ghe còn nhiêu đi vô lãi. Úi giời. Vui ha. Thế mình đi trên là mình có hát hò y xèo lên không? Có, tại lúc buông về còn nhậu nhạc. Nhậu trên xuồng luôn. Ồ, tạt nước vui ha. Ồ, thế nào. Đúng là cuộc vui đúng không? Phải nói là đẳng cấp đấy. Thế em cho anh hỏi này. Em và vợ ấy, trong cái thời gian vừa rồi ấy, là hai vợ chồng mình ấy, làm công việc gì? Dạ em thì chạy xe làm tài xế thôi, còn vợ ở nhà ở không à. Vợ không? Vợ không bao nhiêu năm rồi? Dạ, em vợ... tại đúng 1 năm mà, Tết này đúng 1 năm. Sao vợ không đi làm? Em cho vợ ở nhà đang giữ mấy đứa con gái nè. Sao con gái vậy? Con gái lớn làm sao giữ? Dạ. Con gái lớn mà. Ừ, cái lớn mà nó còn đang đi học rồi đó. Cô đưa với nhỏ cái Úc là đi học đang võ bình chuẩn. Võ luôn, gái võ luôn để bảo vệ cha mẹ đấy. Còn một đứa thứ ba thì đang học tiếng Hoa ở dưới vị ship gì hơn. Vậy quá giỏi rồi, vậy tốt rồi. Rồi em cho anh hỏi anh đi thẳng vấn đề luôn nhé. Dạ. Tránh những câu chuyện mà nó đi lâu quá để nó mọi người các cô chú anh chị chờ sốt ruột. Hai vợ chồng em ấy cuộc sống hôn nhân là có hạnh phúc không em? Vợ đó vợ hạnh phúc, em đâu vợ đó à? Vợ đâu em đó à? Mình thực sự là mình có yêu vợ không? Em có đánh có chửi vợ bao giờ không em? Không có đánh mà có chửi à. Chửi nhiều không? Nhiều. Thường chửi. Ngày nào chửi hả? Không, ít lắm mới chửi thôi. Mấy ngày chửi dạ. Chửi mình chửi theo quy luật hay là chửi không, tự... chửi khi em bắt gặp này kia mới chửi thôi. Chửi bất ưng đúng không? Chửi tào lao. Còn bình thường là mình không chửi ha. Không. Nhưng mà thường thường là bắt gặp cái gì? Bắt gặp vợ nó về điện thoại hay tin này kia đó mới chửi thôi. Ôi trời. Vợ hay điện thoại nhắn tin không? Cái đó nhà mấy gái bắt gặp ngoài về. Con gái bắt gặp ngoài. Bắt mấy lần rồi? Bắt trong tháng này chứ 4-5 lần. Trời đất ơi, trong một tháng 4-5 lần nhắn tin. Vậy là quá nhiều rồi. Phải nhắn tin cho ai? Em cũng không biết, không thèm điều tra nữa. Hỏi vợ không chờ thì thôi à. Em cũng không muốn điều tra tới gốc nữa. Cái tuổi này là lì lắm, em không điều tra không nổi đâu. Quý họ lì lắm. Heo này heo rừng mà. Không phải heo nhà đâu. Tại lúc lấy là vợ kêu đường thoại là xóa hết trơn à. Xóa hết luôn à? Xóa hết nó mới đường thoại. Xóa hết mới được. Em không phục hồi lại à? Không. Tìm cách em cũng điều tra chỉ cho nó mệt vậy đó. Cái để tự vợ ấy à, tự giác hả? Tự giác à. Em cho nhỏ này. Hai vợ chồng em tối có ngủ chung không? Có, em không bao giờ cho vợ ngủ riêng vậy đó. Nhưng mà vợ có đòi ngủ riêng bao giờ không? Không. Mình ngủ chung là tối hai vợ chồng là mỗi mạnh ai người ngủ hay là ôm nhau ngủ? Ôm nhau ngủ, em mà giật mình lúc nào phải mọt kiếm vợ mới được. Phải ôm bằng được mới ngủ được. Trời ơi, lúc vợ la trời ơi đừng có đụng để tôi ngủ riêng đi. Em mà thức dậy là phải mò đụng vợ mới ngủ tiếp nữa, nếu không đụng là em kiếm. Kiếm bằng được thôi. Không được thôi. Không được, không thấy vợ là không ngủ. Đúng rồi. Chính tỏ em rất yêu vợ. Vợ có ôm em không? Có. Vợ cũng hai vợ chồng là ôm nhau. Con em ngủ riêng hả? Dạ con thì ngủ bên phòng riêng. Nhà em có nhà lớn không? Dạ có nhà lớn ở dưới quê một quá chứ. Long An à? Có nhà lớn. Nhà này mình xây dựng hay nhà của ai? Nhà đây là em thuê nhà nguyên căn á. Không, là anh đang hỏi là ở quê á. Quê là nhà của ông già, tại đất đai em cũng mua với ở dưới. Em có mua đất hả? Dạ. Vậy quá giỏi rồi. Thế còn em đang ở hiện nay đang ở đâu? Em ở cây xăng Tân Nguyên nè. Ở Tân Nguyên Bình Dương ha. Dạ, rồi cho anh hỏi là hai vợ chồng mình thuê nhà đây hả? Dạ. Nhà hay trọ? Nhà. Thuê nguyên căn luôn? Dạ nguyên cái nhà. Tháng nhiêu em? Tháng 2,5 triệu điện nước 3 triệu. Dạ vậy. Trong khu dân cư. Thuê ngon vậy. Dạ. Em đi làm một tháng được nhiều tiền không? Dạ làm một tháng được 12 triệu à. Đưa vợ 9 triệu à. Còn thuê nhà hết 3 triệu. Hay sao? Không, tiền đó vợ lo luôn. Vợ là ăn trọn gói 9 triệu, còn em xài giữ 3 triệu. Dạ. 3 triệu là xăng pháo, đi lại ăn uống ha, cà phê ha. Cà phê em có nhậu không? Có. Nhậu giữ không em? Giữ. Nhậu giữ nhưng một tháng thì 3 triệu đủ không? Thì vợ quy định là đến tháng nghỉ hay làm gì, Nguyễn đúng tháng đưa 9 triệu cho cứ vợ. Cứ tháng đưa 3 triệu, 9 triệu. Muốn nghỉ là nghỉ, muốn đi đâu đi. Muốn nghỉ, ông muốn đi với ai đi. Dạ. Vợ ra cái quy định về đẳng cấp đấy. 9 triệu vợ xài có đủ không? cái đó xin thêm được riêng nữa. Vợ là còn xin thêm nữa. Dạ. Chọn là vợ em moi một cái máy moi tiền mới nó đẳng cấp đấy. Máy này máy moi tiền. Em là máy sản xuất tiền, vợ máy moi tiền. Nhưng mà em thấy đàn bà sợ không? Em có nhận không? Đàn bà người ta moi tiền giỏi không? Ông nhận không? Em có bao giờ em đưa tiền cho vợ em xin lại không? Không. Kỳ ấy, mình hết tiền mình phải xin lại chứ. Không, mình tạm có mượn thì mượn chứ. Mượn chứ không xin lại hả? Trả mượn xong rồi, chừng nào có trả lại. Chừng nào có, khi nào trả. Chừng nào trả.
Em cho nhảy, mỗi lần nhậu say về mình có đánh vợ không? Không, em thề đó giờ là cứ trước khi cưới vợ em thề với ông nội nội là tới chết không có đánh vợ, có chửi thôi, chửi mà khi bắt gặp vợ này kia mới chửi thôi. Em có hay ghen không? Ghen thì có ghen rồi đó, Mình có chung thủy với vợ không? có nói em từng thề mình mà mình có từng nó là cưới vợ mình thì mình chết mình thôi em có đã từng đi karaoke hay tay vịn tay tay chống tay gậy chưa? à. Không Không à, món này em không xài hả? không Thì một mình vợ thế thì rất rất tốt rồi. Nhưng mà anh thấy nó thắc mắc này, hai vợ chồng em ngủ chung là tối mình có làm gì không, có bình thường không, trời, trời bình thường à, em khỏe không, khỏe còn vợ chịu được không? trời, trời vợ chịu được mà chừng nào la đau quá Thì thì ngưng nhả nghỉ vài ngày cho khỏe vậy. à. Tính là em rất mạnh mẽ hả, đúng một người đàn ông đích thực đấy. Còn lúc mới kia là mỗi ngày khi làm buổi sáng rồi buổi chiều đó, Làm hai cứ luôn. chưa chưa chạy về khi gặp buổi trưa làm buổi trưa Lại làm cứ chưa đó, ba cứ rồi gọi thời gian cho này vợ la đau bụng rồi mới ngưng luôn. à. Em đẳng cấp này mà làm ba cứ năm nay nha, anh vái phục em luôn, tuổi này mà làm ba cứ vái phục. Tính là em giỏi ấy. Em giỏi hơn người khác, nhiều người mong muốn là cả tháng một hai điếu không được, mà em một ngày em làm ba điếu này, đúng là trời phú cho em Đôi có khi sức vợ khỏe. đôi lúc nó la ông cho bò gì cũng chơi á, tôi nói tôi tuổi trâu À đúng rồi, mà châu cho thôi, bò cho quay tôi phải hút như châu luôn. Rồi ok em, vậy là tôi rất tốt, vậy là cuộc sống hôn nhân của em từ trong ra ngoài rất trọn vẹn hạnh phúc. Em cho anh biết này, lý do tại sao vợ bỏ nhà đi, mà hay là vợ nhắn tin cho ai? vợ em trả nhắn tin cho ông nào đó, Ông là khoảng nhiêu tuổi? ông đó khoảng chắc cũng 50 40 50 à. 50 à? Hàng ba mấy này không ăn nữa, hàng nào 50. 50 thì yếu rồi, héo rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Tại ông đó ông điện ngày đêm với vợ không nhà là điện ngày đêm nhắn tin hoài đó, chắc Ông ấy làm công việc ở đâu? Ở đâu? em cũng không hỏi tới nữa, Sao mình không hỏi em? tại em không thích cái vụ điều tra gườm gà, tự vợ mình tự giác à. Đến giờ phút này vợ đi chính thức là bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu tiếng? Đi chính thức này chắc cũng 7 ngày à, Em có tìm tìm vợ từ hôm vợ đi nhà em tìm ở những đâu rồi? có anh tìm mương chắc Bình Dương này, gọi anh tìm đường quốc lộ 1A về về bên vợ mới về bữa tối thứ bảy, tối thứ bảy rồi em lên ngày trưa hôm qua anh đi làm Vợ em trước khi đi là mang theo những cái gì? có mấy bộ đồ à, Đem đồ luôn. có ba bốn bộ đồ Ồ, đồ mới không? cũng không biết nữa, thấy ship trong cái giỏ vậy đó, Ai là người thấy? mấy gái ở nhà Con gái thấy hả? Thế còn vợ em nói là đi đâu? đi đi về bên nhà, Bên đi ngoại về hả? bên vợ ở ngoại á, cái bữa chủ nhật em có xuống dưới có hỏi bà vợ nó, vợ mình đi về đâu chứ đâu có ai đâu, hỏi mấy cậu rồi Vậy dạ, là mà trước khi đi vợ nhắn tin mấy nói với mấy cái là tôi đi ra ngoài tôi chọn chỗ kiếm việc làm riêng luôn, cái gì ấy? Sao tự dưng lại như vậy hả? không gà đêm nào em cũng đi kiếm ấy. Đêm nào kiếm luôn. Ôi trời ơi, anh nhìn em một người đàn ông mà phải là vô cùng rất hoàn hảo đấy. Tướng tá thì hết bài luôn, nói chung là em nói chung hết bài rồi. Mà tại sao vợ vẫn chưa đủ hay vợ vẫn chưa thế nào mà bạn ấy, hay là vợ em chán em rồi? Tại em từng thề mà trả nếu vợ em chết là chết chết, chết chung rồi vậy đó, vợ Nhưng mất mà là em mất. cho anh hỏi này, có khi nào vợ bảo em ấy là vợ sẽ bỏ em không? Không Nhưng có khi nào vợ buồn mà biết em chửi vợ, em vợ nói là tôi sẽ bỏ ông không? không không thường buồn nói ai có ngày tôi bỏ tôi đi chùa tu luôn á, Ôi giời, tu hối tu nhưng mà tu. cái gì quá bà sợ Hay là em làm quá hấp. cái đó không biết, chạy mà vô đây em ngưng rồi, thấy giờ vợ than là em ngưng rồi Tháng là ngưng luôn. chừng nào thấy khỏe là em lụm à, Khỏe là không luôn. Không Hay là súng đạn mình mạnh quá, mình đôn lên đôn xoáy lòng đầy đủ không? đầy đủ ha, Đôn hết rồi, đôn đôn riêng đôn, đôn nòng hết rồi. Tại người tâm lý là bà ta nói tuổi 40 rồi đó sinh ba đứa con rộng đó rồi em suy nghĩ Đâm mình sợ đúng không? Đâm mình sợ là không đủ đô, đâm là mình phải đôn. đô Đúng là thật. À bây giờ thì anh đồng ý là em cũng có tâm lý đó, nhưng mà anh nghĩ rằng đôi khi có thể là em khỏe về cái chuyện này, nhưng vợ em lại, nhưng mà em về em có hay nói chuyện với vợ không? có tầm bọn em dẫn lúc nào về dẫn dẫn tới 9-10 giờ đó. Khi vợ nó chợ để tao ngủ dẫn nói chuyện qua ai hết. Em đi làm về tới nhà mà vắng vợ là muốn điên lên rồi, tại có mặt vợ vui à. Ê, khổ vậy. Vợ tự dưng đi vậy. Không Lạ biết lùng. Vợ em, con gái em phát hiện được vợ nhắn tin nhiều lần không em? không cái bữa đi á
con gái liệu có thấy cụ thể tin nhắn sao không? Nhắn yêu đương gì không? Có thấy nhắn qua lại ở chỗ đó bắt gặp đó, Nhắn yêu rồi đương luôn không? con nhỏ thứ hai đó bắt gặp rồi cử lộn rồi không lên chơi đó. Nhắn yêu đương ông già luôn. Cử lộn rồi em bên nó kêu chồng Bây lên bây, trước bây giờ thế kìa. này nhé. Thì hiện nay thì cái thông tin bắt thì chưa bắt được. Nhưng mà toàn là gọi là con gái thấy, nhưng mà đến giờ phút này là vợ bỏ đi một cách bất thường. Chính vì lý do như vậy, đây đây là có thể là anh nói thật, vợ em đôi khi quen với người đàn ông khác, người ta nói chuyện hay ngọt. Em có thấy thế không? Thì bởi vậy cũng nói bên vợ, bà vợ nói bà vợ cho nó nói chuyện ngày đêm ngọt á, Đó. trời rồi đang y như con gái mà đang yêu đương cho tuổi yêu đương vậy đó, Đúng phái vậy rồi, đúng rồi. đó. Mấy gái em từng nói mà ông đó già muốn mẹ mà quen bỏ đi theo ông, thời gian ông cũng đá đít mẹ về Con gái bảo thế hả? rồi hai mẹ con cử lộn rồi giận nó bỏ về kêu chồng rước về quê vậy đó. Nên hai mẹ con cứ lộn nhau luôn. Đến giờ phút này em biết như thế thì em còn mong muốn là vợ về với em không? Không, em mong muốn vợ em về có gì em bỏ hết à. Vẫn bỏ qua tha thứ cho vợ. Thường thường bắt người với lợi cho ai bắt người bỏ đi đâu, chạy quay lại em bỏ hết tất cả. Vẫn là nếu về thì em vẫn tha thứ cho vợ. Thực sự là em rất Tại là vẫn yêu. sống bình thường à. Rất yêu vợ ha. Công việc em hôm nay nghỉ hả? Dạ sáng ngày xin chị chủ cho nghỉ buổi sáng Tội vậy. chịu đi chạy xe. Quá tội. Anh thấy em chịu khó. Bây giờ ấy, là dù gì dù cái việc kiếm vợ là kiếm vợ. Còn cái việc chạy xe ấy, em ạ, là phải tập trung tư tưởng em nhé. Không có lơ đãng, chứ chạy xe không có nghĩ về vợ nữa. Khi nào nghỉ thì tính nhé. Chứ bây giờ em chạy xe mà hôm nay em suy nghĩ là nó có vấn đề gì đó là khổ. Em hiểu ý nhá. Anh nói chuyện như vậy em hiểu ha. Chính vì lý do vậy anh thì thật là anh thấy cái hoàn cảnh của em thì vui thì quá vui đó. Em là một người đàn ông phải nói là vô cùng rất mạnh mẽ và hoàn hảo. Anh chưa biết là cái cuộc sống hôn nhân của em ra sao. Nhưng mà anh nhìn đến anh nắm mắt là có thể là em rất tốt với vợ với con. Và tiền bạc thì một tháng em đưa 9 triệu làm 13 triệu, đưa 9 triệu là ok rồi. Đúng không? Không đánh đập, không chửi bới gì, nói chung là như thế là trong cuộc sống hôn nhân ấy mà để mà ngọt ngào ấy thì anh nói thật là cũng hơi khó. Đúng không? Lúc nào anh thương em, anh yêu em thì ngọt lắm, khó. Nhưng mà anh thấy là em là rất tốt rồi. Mà vợ đến giờ phút này vẫn còn nhắn tin hẹn hò với người đàn ông khác mà lại già rồi. Làm mấy tuổi này phải nói là lớn tuổi hơn vợ em nhiều lần, lớn hơn em nhiều. Em ba mấy à? Đúng không? Em trẻ khỏe, em chịu khó, chịu thương. Yêu vợ mà vợ không chịu nữa là vợ mà bỏ em đấy, anh nói thật là để kiếm một người đàn ông giống như em này khó. Nếu đúng hỏi hoàn toàn là em nói thật. Em nhậu nhưng mà em có bê tha thì say xỉn gì không? Không. Nhậu vẫn tỉnh táo à? Mình nhậu nhưng mình có đi phá làng phá xóm không? Không không. Thế thì Hồi được. đó giờ chưa có gì quấn lộn lâu gì hết ấy. Thế thì bình thường, nhậu vậy là bình thường nha. Ngoài giờ nghỉ mình nhậu bình thường, tối về mình nhậu bình thường, đâu vấn đề gì đâu. Em nhậu ở nhà hay ở quán? Nhà cũng có, quán cũng có. Nhậu lần hết nhiều không? Nhậu lần hết mấy triệu không? Không, nhậu với anh em 200-300 ngàn vậy đó, hùng nhau vậy đó, bỏ ra nhậu rồi. Vậy là vui đó, bình thường mà. Cái chuyện là đàn ông mà nhậu nhẹt thì như thế nó là bình thường nhá. Nó không có gì gọi là quá đáng cả. Đúng không? Nhưng bây giờ anh chỉ khuyên em một điều này. Bây giờ đồng ý là các anh em sẽ đăng tải thông tin của em. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện thông tin vợ em ở đâu thì báo tin cho anh để anh có hướng để giúp vợ em tư vấn và có thể là trò chuyện tâm sự để có thể là vợ em quay trở về. Còn nếu mà vì một lý do nào đó mà vợ em thực sự mà yêu người ta mà vợ em không về thì mình cũng cũng phải chấp nhận em ạ. Đó là duyên phận. Không có đó, nếu mà vợ nếu khách yêu thì về nó tiếng một Đúng rồi. cho dễ Để cho mình khỏi lo lắng. không kiếm nữa. Đúng không? Để mình có tư tưởng làm ăn việc khác, hoặc có thể là sau này mình chính thức là mình không sống với nhau nữa chẳng hạn, thì người phải có vợ, người phải có chồng. Thà quay về năng tiếc tôi không ở với ông tôi vậy đó, tôi đi về, thà nói vậy tôi Là em vẫn dễ chấp nhận đúng không? Dạ vẫn chấp nhận. Có là duyên phận em ạ. Không ai mong muốn là mình bỏ vợ hoặc vợ bỏ chồng. Nhưng đó là duyên phận, đôi khi là vì một lý do đó là không hợp nhau hoặc là hết duyên. Nhá. Thì đành lòng chấp nhận, mình không thù không oán không giận. Nhá. Đúng rồi. Được không? Được rồi. Đó, còn nếu vợ về mà vợ vẫn xin tha. Anh ơi em biết lỗi với anh rồi, em có sai lầm, em có trót dại, vân vân và vân vân. Anh tha thứ anh bỏ qua cho em về làm lại, em sống lại với anh tốt hơn. Và làm lại từ đầu. Thì mình bỏ qua. Đúng không? Đó thì thực sự cái câu chuyện của em anh thấy thương lắm. Thấy một người đàn ông mà bản lĩnh, đó chưa? Có nhiều người đàn ông về đây khóc lóc, ơi, em ơi, anh thương em lắm, em ơi, đừng bỏ anh, em ơi, là em ơi, anh không có em thì anh không sống nổi, em ơi, là em ơi. Các anh này, Ông cười đấy, đâm ra các anh này cũng khóc luôn đấy. Khóc là khóc thương ông khóc thôi. Nhưng mà thực sự là thấy ông hiền, ông tội quá. Yếu đuối á. Thấy không? Người đàn ông nó phải bản bản lĩnh, bánh mẽ. Kê vào đầu nó cũng không có nhúc nhích.
đấy, mắt phải trận tròn đấy, chứ lại cúm giò đấy thua, đúng không? Anh nói chuyện ở đây là không không phải là để xúi em cái vấn đề khác, nhưng mà anh đang ý anh đang nói chuyện là em một người đàn ông bản lĩnh nha, đàn ông mình phải bản lĩnh em ạ, dù rằng bất kể chuyện gì xảy ra. Chứ vợ bỏ đi thì mình nói thật luôn, đồng ý là mình sống trong cuộc sống hôn nhân, đàn ông mạnh mẽ nào mạnh mẽ vẫn vẫn phải có người đàn bà. Nhưng mà khi một người phụ nữ người ta đã không thích mình, người ta không yêu mình nữa, người ta bỏ mình, thì mình níu kéo cũng chẳng giải quyết được gì em ạ, đúng không? Đúng rồi. Mình giữ được người ở đâu, giữ được người đi, em giữ được, em lôi được người ta về, nhưng mà đêm người ta lẩn người ta đi thì mình đâu có chống được, đúng không? Đó, vì vậy anh em sẽ cố gắng đăng tải video nhanh nhất có thể. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thông tin chính thức em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58. Anh em sẽ khuyên để em gái quay trở về nhanh nhất. Rồi bây giờ em hãy nói rõ cái câu chuyện này, em hãy tâm sự với vợ em để hy vọng là vợ em xem và vợ em thấu hiểu, vợ em nghĩ là cái tình nghĩa vợ chồng sống với nhau mấy chục năm qua hiện nay đã có 3 4 mặt con rồi, có thành ông xuôi bà xuôi rồi. Vợ em suy nghĩ lại, vợ em quay trở về cùng gia đình. Rồi em nói chuyện với vợ đi. Em ơi, giờ anh không mong gì hơn á, mong em là chậm bộ quay về bên đây. Anh lúc nào cũng tha thứ cho em hết á. Trời, em về đây muốn làm gì làm vậy đó. Đó. Em về em có hứa là em yêu vợ nhiều hơn nữa không? Em yêu suốt đời luôn. Yêu suốt đời luôn. Mãi đầu bạc trắng nong không? Em là tới chết luôn, em nói chắc ăn không? Em đã từng hứa rồi, vợ em giơ tay em hứa đi. Em xin thề luôn. Đó, tội nghiệp không, người đàn ông phải nói là vô cùng rất hiền mà hậu thật thà, tướng to khỏe, có ta hơn 80 kg à? Em cao mét mấy? Em cao 1m6 à? 1m6 mà 80 kg, đẳng cấp đấy, khỏe mạnh, tướng ta ngon, thơm kèo. Vợ có 40 kg à? Ôi giời, lúc trước 40 kg. 40 kg ôm lắm, là mấy hình cưới đâu có hình nào mà là chứng dung đâu không. Mà giờ em làm cách nào mà em mập dữ vậy? Em bày cho anh như được không? Mới có vợ về mới từ từ sao mà. Ồ vậy hả? Hợp gu ha. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Anh chúc em và các con và cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Em nhé. Dạ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em để chiếc một chương ghi hình. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội tìm vợ không? Dạ em đồng ý ạ. Rồi anh cảm ơn em nhé. Dạ. Chúc em thượng lộ bình an, hy vọng trong thời gian tới anh em về chiếc Dương sẽ cố gắng đăng thông tin để tìm ra thông tin chính thức vợ em đang ở đâu, giúp vợ em quay trở về nhanh nhất có thể anh nhé. Cảm ơn các anh rất nhiều. Rồi. Nhiều. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là một cái câu chuyện một em trai chia sẻ về một câu chuyện là phải là vô cùng rất chân thật. Hy vọng là em gái này đang ở đâu đó thì em xem được video này, em hãy thương chồng thương con mình, em hãy quay trở về cùng gia đình. Bởi đây là một người đàn ông phải là vô cùng lý tưởng. Hy vọng em gái hãy sáng suốt để quay trở về, tránh tình trạng mà em gái đi phải là rất xa, đến khi mà em quay về thì phải là rất khó. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp chim chương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.